Lê Tư U 50 xứng danh đệ nhất mỹ nhân TVB, sở hữu khối tài sản lên đến nghìn tỷ. Lê Tư vẫn luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả dù đã rút lui khỏi làng giải trí 13 năm. Lê Tư là một trong những hoa đáng đình đám của làng giải trí Hồng Kông vào những năm 90 của thế kỷ trước. Người đẹp sinh năm 1971 nổi tiếng qua các bộ phim như Cô Gái Đồ Lông, Thâm Cung Nội Chiến, Lấy Chồng Giàu Sang. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lê Tư quyết định kết hôn với tỷ phú Mã Đình Cường vào năm 2008 và chính thức chia tay làng giải trí. Đến nay, nữ diễn viên đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng chồng hơn 15 tuổi và ba cô con gái nhỏ. Nhan sắc Lê Tư được Trương Bá Chi và Sa Thi Mạng công nhận. Được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân TVB, Lê Tư rất được đánh giá cao về nhan sắc. Khi được hỏi về Lê Tư, Trương Bá Chi cũng từng khẳng định. Nếu nói về sắc đẹp, tôi thừa nhận ở Hồng Kông chỉ có Lê Tư là hơn tôi, còn người đẹp Sa Thi Mạng nhận xét, cô ấy như đóa hoa hồng, vừa thơm vừa đẹp. Trong nhiều năm liền, Lê Tư được xem là nữ thần nhan sắc của màn ảnh TVB. Năm nay, Lê Tư đã bước sang tuổi 50 nhưng vẫn duy trì được vẻ ngoài tươi trẻ và đôi mắt cười cuốn hút. Gần đây, nữ diễn viên đăng loạt ảnh lên trang cá nhân mừng sinh nhật tuổi 50. Ở tuổi ngũ tuần, Lê Tư vẫn giữ gìn được nhan sắc trẻ đẹp, trông chẳng khác nào những cô gái đôi mươi. Trước loạt ảnh, nhiều netizen cũng bình luận và bày tỏ sự ghen tệ với sắc đẹp và cuộc sống viên mãn của người đẹp. Đại gia Hồng Kông sở hữu khối gia tài lên đến nghìn tỷ. Bên cạnh sắc đẹp và tài năng diễn xuất, Lê Tư còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Người đẹp đã phát triển chuỗi phòng khám thẩm mỹ có chi nhánh khắp Hồng Kông và giữ vai trò chủ tịch kiêm chức CEO. Doanh nghiệp làm đẹp của nữ diễn viên được ước tính có trị giá ban đầu là 29 triệu USD. Chưa dừng lại ở đó, hiện tại cô đang sống trong căn biệt thự song lập thuộc Branson Grand tại khu vực Mid-Level, được ví như cung điện. Theo đó, căn hộ này rộng gần 800m² nhìn ra bến cảng Victoria, ước tính lên đến 46,5 triệu USD. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khác như căn hộ cao tầng trong tòa nhà có tên Tavistock 2, có giá trị lên đến 5,7 triệu USD. Hai ngôi nhà tại Vịnh Ripples với giá 12,6 triệu USD cũng như căn hộ 2 tầng tại The Gigantor có giá 36 triệu USD. Ngoài khối bất động sản đồ sộ, cô còn sở hữu chiếc du thuyền dài 18 mét có tên Bonhill ước tính có giá 1,9 triệu USD. Theo thông tin của tờ HK01, sau khi thắng lớn trên sàn giao dịch chứng khoán, giúp cô thu về 38,6 triệu USD. Giúp cho khối tài sản hiện tại của cô ước tính lên đến 100 triệu USD, hơn 2.273 tỷ đồng. Hiện tại, mặc dù đã rời xa làng giải trí nhưng cô vẫn thu hút sự chú ý của dư luận nhờ cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con gái. Đồng thời, nữ diễn viên cũng thường xuyên đăng tải ảnh gia đình lên trang cá nhân.